Chẳng lẽ trong suy nghĩ của nhiều người, việc có được tình yêu hay không chỉ dựa vào những thứ vật chất, bóng bẩy bên ngoài là đủ? Câu chuyện về hai chàng thanh niên, chủ sở hữu của hai chiếc xe máy đắt tiền được chia sẻ với tần suất chóng mặt trên mạng xã hội. Chuyện sẽ chẳng có gì đáng nói nếu hai anh chàng này không nghĩ bản thân có cả thế giới trong tay rồi tự cho mình cái quyền lên mặt, thậm chí là có những lời thiếu tôn trọng đối với con gái nhà người ta. Nhân vật đầu tiên phải kể đến là anh chàng tên T, sinh năm 92, quê ở Hà Nội. Số là anh chàng này lên mạng rồi quen được cô bạn gái. Sau đôi ba lần tâm sự, cả hai thấy khá hợp nhau nên quyết định tiến xa hơn, hẹn ra gặp mặt. Thế nhưng, ai có ngờ mới lần gặp đầu mà anh chàng này đã gạ đối phương đi nhà nghỉ sau chầu ăn lẩu, uống nước mía. Sự phản ứng gay gắt của cô nàng kia đã khiến kế hoạch tưởng thành bỗng toang ngay lập tức. Sự việc càng trở nên gay cấn hơn khi vừa trở về nhà, Tê đã nhắn tin đòi lại 10.000 đồng tiền nước uống. Chưa dừng lại ở đó, anh chàng này tiếp tục tỏ thái độ cho rằng cô bạn gái ở quê lên được trai đi xe xịn đưa rước đi chơi thì hẳn phải thích lắm mà còn giả bộ. Không lâu sau đó, một anh trai khác cũng đi chiếc xe cùng hiệu với anh chàng trong câu chuyện nêu trên, trở thành tâm điểm chú ý của cộng đồng mạng sau những dòng tin nhắn đòi 35.000 tiền trà sữa. Dĩ nhiên, anh này cũng tỏ ra không kém cạnh T là mấy. Vẫn là những tin nhắn với thái độ chẳng xem ai ra gì, nghe như kiểu có xe xịn là có mọi thứ trong tay. Câu chuyện về những anh trai đi xe xịn kể trên đã hứng trọn mọi lời bức xúc của cư dân mạng, nhất là các chị em phụ nữ. Ai nấy đều cho rằng suy nghĩ của hai anh chàng sao nông cạn và lạ đời hết sức. Cái suy nghĩ xách chiếc xe vài chục triệu chạy bon bon, cưa cẩm hết cô này đến cô nọ, được thì hưởng, không được thì quay lại phàn nàn, bu lời khiếm nhã. Xe của anh to như bánh xe bò chắc không ai mua nổi. Vô duyên chừa người khác với, sao dành hết vậy? Xe gì thì xe, như nhân cách thế thì vứt. Vật chất quan trọng, nhưng xem nó là phương tiện để tìm kiếm cũng như duy trì tình cảm thì e là quá sai. Tiền có thể giúp bạn mua được thứ này, sắm được thứ kia, nhưng nó chẳng thể nuôi lớn tình yêu. Mặt khác, một người ngay từ đầu đã ôm khư khư cái ý nghĩ người khác đến với mình vì những thứ phù phiếm bên ngoài thì cả đời cũng đừng mong tìm thấy chân tình. Vậy còn bạn, bạn nghĩ như thế nào với hai anh chàng sở hữu chiếc xe đắt tiền trên? Nhớ bấm nút xem đầu tiên để không bỏ lỡ những chương trình hấp dẫn nhất từ Giang nhé!